Khi cần mua một sản phẩm nào đó, theo cách truyền thống, khách hàng sẽ đến tận nơi, xem thử sản phẩm trước khi quyết định có mua món đồ đó hay không. Tuy nhiên, công nghệ thực tế ảo VR đã thay đổi thói quen mua sắm đó. Đeo một chiếc kính thực tế ảo, điều khiển các tác vụ thông qua một chiếc điều khiển, cũng chính là một dạng máy chơi game cầm tay. Người mua như đang được bước vào một không gian 3 chiều sống động. Ở đây, hai vị khách hàng này đang cần mua sắm một số món đồ nội thất cho căn nhà mới của họ, như quạt trần, đèn hay chọn màu cho sơn tường và sàn nhà. Và họ có thể lựa chọn thử các loại đèn và đặt thử vào từng vị trí trong không gian ảo mô phỏng căn nhà của họ, chọn từng màu sơn tường hay màu sàn nhà có hài hòa với tổng thể căn phòng hay không. Thực ra thì trước đây thì tôi cũng thường xuyên đi mua sắm các thiết bị điện trong gia đình bằng phương pháp truyền thống, nghĩa là mình phải đến mình xem sản phẩm. Tuy nhiên thì nhiều sản phẩm mà mình mua về nhà thì cũng không phù hợp với cả không gian trong nhà lắm. Nhưng mà hôm nay được tiếp cận với cả công nghệ thực tế ảo thì thấy rất là hay, khi mà mình có thể tưởng tượng này, thay đổi màu sắc cũng như là các thiết bị khác nhau thì mình có thể tưởng tượng ra luôn là nó sẽ ứng dụng ở trong ngôi nhà của mình như thế nào. Với tôi thì công nghệ thực tế ảo thì tôi đã từng biết đến rồi. Tuy nhiên là đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể trải nghiệm các cái hình thức mua hàng bằng công nghệ thực tế ảo. Tôi thấy đây cũng là một công nghệ rất là thú vị. Và bằng cái cách trải nghiệm bằng thực tế ảo này thì có thể dễ dàng hình dung ra được cái sản phẩm mà mình lựa chọn có phù hợp với không gian hay không, phù hợp với cái căn phòng hay là với nhà bếp của mình. Trong không gian ảo này, khách hàng có thể chọn lựa từng sản phẩm, thay đổi màu sắc theo ý muốn bằng cách tương tác trực tiếp trên thiết bị điều khiển. Các sản phẩm trong không gian ảo hiển thị chân thực, sống động, có thể dễ dàng thay đổi vị trí, màu sắc, dễ dàng quan sát ở mọi góc độ trong môi trường 3 chiều. Từ đó khách hàng có thể lựa chọn và phối hợp nhiều sản phẩm khác nhau như ổ cắm, công tắc, các loại đèn, quạt. Trong mỗi sản phẩm chúng tôi đều có nhiều mẫu mã thiết kế, màu sắc và chức năng khác nhau. Khi khách hàng tới tham quan tại showroom, họ có thể kiểm tra và so sánh các sản phẩm, tuy nhiên lại khó hình dung xem sản phẩm phù hợp như thế nào với không gian và ngôi nhà của chính mình. Vì vậy, việc kết hợp công nghệ thực tế ảo sẽ giúp họ dễ dàng nhìn thấy, trải nghiệm và chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất cho ngôi nhà của mình, như màu sắc thiết kế sao cho phù hợp với màu sắc trần, tường và các thiết bị nội thất trong tổng thể không gian. Ngoài ra, do diện tích hạn chế của showroom, nên với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo, khách hàng có thể trải nghiệm ngay cả những sản phẩm không trưng bày tại showroom. Hiện tại, Panasonic mới tập trung vào việc trưng bày và mô phỏng các thiết bị điện gia dụng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo, bao gồm các sản phẩm công tắc, ổ cắm, thiết bị chiếu sáng như đèn trần LED, đèn treo tường, đèn thả bàn ăn, đèn để bàn và thiết bị gia dụng như quạt trần, quạt điện, quạt hút, máy lọc không khí. Trong tương lai, rất có thể, công nghệ này sẽ được ứng dụng cho việc trưng bày và mô phỏng các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Nhờ đó, khách hàng sẽ có những không gian và thời gian mua sắm hiệu quả, tiện lợi tại Panasonic.